Bây giờ em hiểu chị nhá. Tức là tại cái thời điểm mà quý 4 năm 2023 đúng không? Vâng. Là em có làm tờ khai lần đầu rồi. Nhưng mà tại vì là bạn kế toán Vâng. ấy làm sai cho nên tại tháng 1 năm 2024 là bạn ấy làm tờ khai bổ sung, đúng chưa? Sau khi Vâng. làm tờ khai bổ sung rồi thì mình sẽ xem là chỉ tiêu 43 này em này nhá. Là nó giảm Vâng. 265.000, đúng chưa? Thì cái số giảm này ấy, Vâng. bây giờ sang quý 1 năm 24 thì mình không được kê cái số trên visa của mình, số này là số đúng này chứ không phải là sai đâu này, hiểu chị không? Vâng. Số này là số đúng này, nhưng mà tí nữa đúng ra là em mà mở, bây giờ em mở HTKK lên mà xem, tí nữa mà em làm trên phần mềm HTKK nhá, là em phải điền số sai ở chỉ tiêu 22. Lưu ý cho chị là ví dụ như chỗ này em mở chỉ tờ khai quý 1 năm 24 nhá, rồi đồng ý đi. Đây thì cái số 508691790 là số sai đúng không? Là cái số mà lần đầu ấy của chỉ tiêu 43 mà tờ khai lần đầu quý 4 năm 23 ấy. Vâng. Thế theo nguyên tắc của kế toán ấy là dù chỉ tiêu 43 kia nó có sai đi chăng nữa thì vẫn phải đẩy nó vào chỉ tiêu 22 của quý này nhá. Sau đó nếu mà em làm tờ Vâng. khai bổ sung á thì em sẽ phải, nếu mà tăng hay giảm thì em sẽ điền vào chỉ tiêu 38 hoặc 37 chỗ này này. Ví dụ chỗ này 38 là điều chỉnh Vâng. tăng số thuế. Đây, chỉ mục 4 nhỏ 4 lớn nhá, là điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước. Được chưa? Thì em không được điền cái số Hiểu. mới, số đúng sau khi bổ sung nó vào chỉ tiêu 22 này đâu, mà vẫn phải để nguyên chỉ tiêu 43 lần đầu nhá. Sau số tăng giảm bao nhiêu thì em điền vào đây. Trường hợp này của mình là đang giảm đúng không? Vâng, Giảm thì em sẽ điền 265.000. 265.000 vào đây cho chị nhá. Em Vâng. điền đi. 265. Rồi, xong thì enter xuống đi. Sẽ thấy cái chỗ này là chỉ tiêu 43 mới của mình sẽ là 508 426 790, nó khớp với cái số đúng mà mình đã làm trên visa này, 508 426 à. Nếu thế thì cái số này của em đang Vâng, sai à? đúng rồi, số trên minh này không Số sai. này của em nó phải điền là về 508 4642 chứ. Vâng, em nghĩ là bạn chưa xử lý ở trên minh xa từ 4 Không, thì trên bạn visa nghĩ. làm gì mà xử lý? Trên visa để chị xem nào. Cái này là làm nối tiếp đúng không? Thuế nào? À nếu thế thì bạn ấy chưa. Em mở năm 23 chị xem nhá. Quý 4 năm 23. Như vậy là cái tờ khai này nó đang bị sai. Vâng, đang Đúng bị ra lừa. là phải mình phải sửa rồi. Số này là đang sai này. Thế thì cái tờ này Thế đang thì ta sai phải nhá. Thế thì thử sao? mở mở cho chị bảng ở đối tài khoản xem nào. Của năm 23 thì theo bảng ở đối tài khoản là báo cáo tài chính ý, thì số dư nó đúng này, 508 426 790 em này. Thế thì chứng tỏ là bạn ấy tên mình, cái phần thuế này này là đang bị sai ở cái phần quý 4. Nói chung là cái em có biết là cái lỗi điều chỉnh này đó bạn ấy sai ở Là hóa 265.000 đơn này, tự em có biết là do, nó là thuộc tờ hóa đơn của quý nào không? hóa đơn tự do chị ạ, hình như là quý 4. Quý 4 đúng không? Nếu thế thì bạn ấy đã hạch toán vào đây rồi, thế thì em xóa cái tờ khai đi. Làm lại. Từ từ để xem ở trong đây là xem Em xem lại đi, cái xem bạn tờ khai đấy nó bạn ấy bổ sung cái của cái thông tin nào nhé, hóa đơn nào nhé.